Rồi, Trường mến chào toàn thể quý vị, anh em đang quan tâm và theo dõi kênh nhé. Thì nói chung là hôm trước mình có nghe một số anh em nói là sử dụng combo 2 10cc kết hợp với 5cc Atonic ngâm phôi mai rừng thì hoặc mai nhà, nhiều khi trồng nó sẽ nổi xù, nó nổi xù lên. Thì thật sự thì mình cũng không tin. Vì vậy cho nên là hôm vừa rồi mình có cái mai này là cái mai rừng anh em. Cái mai này là mai rừng. Thì hôm trước thì nó cũng sống bình thường anh em, chứ không phải cây suy nhé. Nó cũng sống bình thường thôi, chứ không phải là cây suy yếu đâu. Nhưng mà mình nhổ lên, cắt hết toàn bộ rễ lại. Cái này thì mình trồng được cũng được lâu lâu rồi anh em. Hôm trước là có ghép một bo trên đây này. Đây là cái bo kép này này. Đây này anh em, bo cũ này. Thì cái này anh trồng được lâu rồi. Nhưng mà do là mình muốn test thuốc ấy, thành thử là mình có thử. Thì mình có nhổ cắt sạch sẽ vô rễ cái này. Xong sau đó là cũng ngâm, giống như mấy anh em họ chia sẻ lại đó. Kêu là ngâm 10cc cho khoảng tầm 7 đến 8cc 10cc combo 2 pha cho khoảng tầm 5 đến 6cc Atonic. Thì ngâm trong quá trình ngâm thứ nhất là rễ ra rất nhanh, có thể nhanh gấp đôi combo 2 bình thường. Và nhiều khi nó nổi xù, nhưng mà mình thì thuốc thì mình làm thật đấy, nhưng mà mình không tin mấy nhé. Vì vậy cho nên hôm vừa rồi mình có ngâm thử. Và trong quá trình ngâm thì trồng lại thì hiện giờ nó cũng nứt mầm này nha. Nó cũng lên mầm được một xíu này. Đấy, nói chung thì cây là cây sống rồi đó. Bởi vì cây này là cây sống mà. Chẳng qua là mình cắt cọc rễ hết rễ lại, mình làm lại giống như phôi mới thôi. Bởi trên thực tế đi mua cái phôi bữa nay, phôi rừng khó anh em. Cái phôi nó không ưng ý là 1 với 2. Những cái phôi mà ưng ý á, thì nó lớn tiền, cho nên là mình cũng test thử, xem thử hiệu quả như thế nào. Rồi sau này mình có nên là quyết định là xem có nên là áp dụng tiếp theo không. Thì đây thì mình sẽ quay cái kết quả sau khoảng tầm hơn 20 ngày nha anh em. Cỡ hơn 20 ngày. Còn những cái mầm đây thì là nó nứt nhanh như thế này, bởi vì cái cây này là cây cũ, nó đang có mầm sẵn rồi nhé. Nó có mầm sẵn rồi, cho nên là khi mình ủ á, thì mình ủ thì mình ủ như kiểu này này nhé. Đây mình ủ như thế này. Cây này thì mình cũng đang ủ lại này, để mình kiểm tra tiếp này. Đấy mình ủ thì giống như thế này. Thì nói chung là mầm lên mầm sẵn, cho nên là ra mầm được là chuyện bình thường. Còn cái bo đây là cái bo ghép anh em. Bo ghép, cho nên là bây giờ nó mình cắt đi thì nó nứt mầm lại là chuyện bình thường thôi, cũng không có gì lạ. Nhưng là lạ cái điểm đây nhá. Đây anh em đấy này, cái này là nó xù lên này nhá, nó nổi xù lên. Hèn gì hôm bữa ông ở trong miền Tây ấy, ông lấy thuốc mình ông ngâm là nó xù cả cây. Thì hiện giờ là bây giờ đã xù một vết đây rồi nha, một vết đây rồi, và mấy vết đây này nha, mấy vết xanh xanh như này. Đây để mình xoay, anh em chờ tí mình xoay kỹ cái chậu này. Đây, xoay kỹ cái chậu này cho nó rộng rộng. Đây là nó đang nổi xù tiếp anh em. Cái màu xanh xanh như này là nó đẩy xù lên này. Đây đó, xù đây là xù cực kỳ tự nhiên, bởi vì sử dụng kích rễ trồng mai rừng á, mà trồng mai nhà nó cũng xù nhá. Bởi vì lực, theo như ý kiến của mình là do cái lực nhựa nó đẩy lên mạnh quá, cho nên là nó tạo ra những cái vết xù tự nhiên thế này. Đây thì những cái chỗ này là, đây là cái đoạn này đoạn khô nhá, đoạn này đoạn khô. Còn đây là những cái mìa mép này thì nó cũng đùn lên này. Đây này, cái này đùn rõ nhất này đó, nhưng mà cái dưới này là đùn ghê nhất này nhá. Đây anh em thấy xù chưa? Đấy, thì chắc chắn là theo mình thì có khả năng sẽ có cây xù. Nhưng mà nói chung thì dòng combo 2 mà kết hợp với Atonic thì nói chung là nó mạnh lên khủng khiếp lắm anh em. Thì đây là những cái điểm mà tương lai thì chắc chắn những chỗ này sẽ xù. Những điểm này, này mình thấy nó nở hoa thế này rồi, nó cái kiểu này là chắc chắn nó sẽ nổi xù lên. Đây là những cái đây là anh em biết cái gì không? Cái vỏ cũ của nó ngày xưa nó bị này thì trong quá trình đẩy nhựa, những cái vết thương này, thì một thời gian nữa thôi những cái vết thương này sẽ nổi xù lên. Bởi vì đây nhựa đây màu xanh đây, cái nhựa nó sẽ đẩy ra những cái vết thương anh em. Chính vì vậy cho nên là những chỗ nào có vết thương thì khả năng nó sẽ đẩy nhựa ra rất nhiều. Thì nói chung là cây này mình cũng không cần kiểm tra rễ nhanh nha, bởi vì kiểm tra rễ thì moi nó hơi sâu, mà cả cây này thì mình trồng nó sống rồi mà, xong mình mới cắt mình làm lại mà, cho nên là cũng không cần kiểm tra rễ nữa. Kiểm tra tìm tới lui thì anh em cũng biết rồi, đồng cái dĩa này thì nó khủng khiếp rồi. 10cc pha mới đây lên tiếp anh em. Cái đây này lên màu xanh này này, đây này đây đây. Nhưng mà cái này là không rõ mấy. Đây tôi chả cái này lên cả cục này. Hèn gì chờ xíu mình mới ngó ra đây. Cái này là mình thí nghiệm thôi nha, bởi vì hôm bữa là mấy anh em họ lấy cái thuốc mình về, họ làm họ thí nghiệm á, giờ bảo là mẹ lên xù cục mà xù tự nhiên luôn. Đấy, cho nên là mình mới đi nhổ cổ cái cây mai rừng này, mình test thế này. Đây anh em. Đây đâu để quay lên nét. Cái điện thoại này nó cứ lặng lặng. Đây, cái này là lên màu trắng này anh em, đây đây, lên vần trắng này, đây. Không phải dùng T90 đâu nha mấy anh em. Của mình là T90 là sợ dấp té rồi đó. Đấy, nồi xù đây. Đây, nhưng mà có cái xù đây là đẹp nhất là cái xù này á. Cái xù đây thì cái xù đây là mình cảm thấy đẹp nhất này, không biết thì sau này nó thế nào thì mình không rõ nhá. Nhưng mình thấy cái cục xù này mình ưng rồi này. Đó, chứ còn dòng này thì nếu mà pha với tỷ vệ vậy anh em trồng mai rừng thì dễ ra dẹt dẹt. Nhưng cái vấn đề là lên xù này thì hôm nay mình mới test thử này, mình đang test thử một cây này tiếp này nhá. Thì chắc có khả năng một thời gian nữa thì sẽ có kết quả. Nhưng mà tạm thời trước mắt thì hôm vừa rồi mình có test cây này. Cây này mình thông báo trước là cây này là cây mình trồng lâu rồi nhá. Trồng gần một năm rồi nhá. Lên mầm bo ghép này, bo ghép to này này. Đây này, bo ghép bự rồi nhá. Đây, mầm ghép này anh em để ý cái lá nó khác này. Cái ghép ráo ra này, lá khác này. Cái đây là mình cắt bởi vì mình không muốn mua phôi anh em. Bởi vì cái phôi mà mua phôi rẻ trồng nó mất công, mà tiện mình có cái cây này ở nhà thì mình nhổ lên mình test thử thuốc thôi. Nói chung là trong quá trình test thuốc thì chết vài cây là chuyện bình thường. Đấy, chủ yếu là test thuốc để phục vụ anh em sao cho nó phù hợp. Nhưng hôm nay thì có kết quả rồi anh em. Nói chung thì lên xù khá ok. Tóm lại thì nếu mà anh em là trồng mai rừng thì sử dụng là combo 2 này, pha mấy cái phên, pha Atonic thì không có cửa trượt luôn nhá. Anh em cứ pha cho mình là 10cc combo 2, pha cho 3cc Atonic, ngâm phôi trong vòng 8 tiếng. Sau đó mang đi trồng luôn, không còn ủ trồng luôn anh em ủ kiểu đây này. Đây, ví dụ là một cái phôi lớn thì anh em cũng trùm kín chậu này và trùm kín thân cây này, thì cứ khác như mình ủ đâu easy. Thì như vậy thì tỷ lệ ra rễ nó cực nhanh. Còn nếu mà anh em muốn tạo xù thì có thể thử nhá, chứ mình không dám chắc là lên xù hay không nha. Thì anh em có thể thử làm cho là 10cc combo 2 cho khoảng tầm là 5 đến 6cc Atonic thì khả năng lên xù rất là cao. Mình sẽ chỉ nói với anh em là khả năng lên xù cao nha, bởi vì mình chưa test nhiều lần cho nên mới có test có một lần như thế này thì chưa thể chứng minh được chính xác nha. Đây kể cả cây mai nhà thì hôm bữa ở trong Sài Gòn này có mấy anh em mà mình có làm clip hôm trước ấy, thì cũng đã quay cho anh em xem là nó xù cả cây luôn đấy. Nó nổ xù cả cây mà không phải xù T90 nhá. Cái xù T90 là mình biết nha. Xù T90 đây là quay cho anh em xem này. Năm ngoái năm kia thấy cái xù T90 trên mạng là mình đùa theo tí chết toi cái mài dưới đất, cây dưới đất mà còn muốn chết này. Đây anh em. Đây. Xù đây là xù chết này. Đó, xù T90 này. Còn cái vừa rồi của mình là tự nó đẩy lên nhá. Tự đẩy lên bởi vì là theo mình là kích cái kiểu vậy thì nó nhanh quá, mạnh quá, nhựa đẩy lên căng cho nên hư. Mình đang định nhổ nốt em mai rừng này, chuẩn bị đem đi test này. Cây này thì hôm trước trồng ở ngoài đất, xong rồi vác vô trồng trong này, xong chuẩn bị mấy ngày nữa là khả năng là mình sẽ cắt cây này, cắt lại, cắt sạch sẽ hết rễ đi, xong rồi thử thuốc rồi người ta phải cắt như vậy. Nhưng hôm nay mình không phải thử thuốc để sống hay là để ra rễ nhá, mà mình thử thuốc là để lên xù đấy anh em. Thì cây này thì sống chắc rồi, còn lên xù thì đấy mới lên được sơ sơ đấy. Còn mấy cái vết chỗ đây thì đây này anh em để ý này, đây này lên này. Còn cái đây là cái vết cũ, cái vết xước này, cái vết xước thì nó đẩy nhựa ra, nó đẩy nhựa ra. Còn cái vết xanh hồi nãy là đúng bá đạo luôn anh em. Rồi video mình cũng xin nó đẩy lên đây luôn anh em, đẩy lên đây, đẩy lên đây màu xanh luôn. Xanh này là không phải cái màu kéo nó khác nha anh em, cái màu kéo nó khác, cái màu đẩy mạnh nha. Cái này đẩy mạnh quá là nhiều khi nó văng lên cục. Nói chung là tổng ra toàn thể quý vị. Nói chung là anh em nào mà đang sử dụng cái dòng đấy thì có thể là test trên những cây mai nhà, hai cây mai rừng, và tốt nhất anh em nên lựa chọn những cái cây gì mà ít tiền, 200-300 nghìn thôi. Mình test là đỡ tiếc, chứ bởi vì test thuốc mà. Mình chỉ nói trước là cái này mình không dám chắc chắn nhá. Chứ còn ra rễ ra riết thì mình bảo hành cho anh em luôn. Nhưng cái vấn đề mà test nổi xù này thì do là hàm lượng Atonic cao quá, cho nên là mình không dám chắc. Đấy, nhưng cây thì vẫn phát triển bình thường đây. Đấy, cây phát triển khá ok bình thường. Rồi, tổng chào toàn thể quý vị.